Hôm nay là ngày 30 tháng 5 2020, 11 giờ buổi sáng giờ California. Hôm nay mình xin nói về đề tài là sau khi chấm dứt cuộc tái kiểm phiếu lại ở quận hạt Orange County về cái hội đồng thành phố, ông Charlie Chí Nguyễn, phó thị trưởng Kimberly Hồ và ông thị trưởng Tạ Đức Trí, thì sau một tháng tái kiểm phiếu lại và hội đồng bầu cử quận Cam đã tuyên bố là không có gì thay đổi hết tất cả. Trong thời gian kiểm phiếu quá lâu dài như vậy thì trong lịch sử Hoa Kỳ, từ xưa tới nay hơn 200 năm lịch sử Hoa Kỳ, không có cái cuộc mà tái kiểm phiếu mà lâu dài như vậy, và cái số phiếu mà 60-40% mà họ vẫn muốn kiểm phiếu và tìm ra những cái sai trái. Tuy nhiên họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà trả cho hai văn phòng luật sư và phải trả cho nhân viên mà đếm phiếu lại bằng tay trong một tháng, rất tốn rất là nhiều tiền. Thành ra cái kết quả là không thay đổi gì cả. Tuy nhiên trước khi mà chấm dứt cuộc điểm phiếu lại trên 17.000 lá phiếu thì bên phe đòi bãi nhiệm do ông Khải Đào đứng đơn để đi ra kiện lên tòa án là cuộc bầu cử có gian lận, nhưng mà không có một bằng chứng nào cả để mà kéo dài cái thời gian làm cho cái cộng đồng của Việt Nam ở Nam Cali nói riêng và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ảnh hưởng nói chung về cái uy tín và cái sự phá hoại đó, và làm cho những người những người giống như ông Tạ Đức Trí, bà Kim Ly Hồi và ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí là phải tốn khoảng 200.000 lợi phí để mà chống lại cái cuộc đòi bãi nhiệm này. Đến cuối cùng thì cái ngày bầu cử kết quả thì cũng 60-40 rồi, đếm phiếu đến ngày nay cũng cả tháng rồi thì chấm dứt, không còn một lá phiếu nào hết đến cái lá phiếu cuối cùng. Và cái hội đồng bầu cử của quận Cam đã công bố ra không có gì thay đổi cả. Tại sao mà cuộc đếm phiếu chưa chấm dứt mà họ nộp đơn? Đó là một câu hỏi của mình. Thì có thể là quý vị tự suy nghĩ đi. Và cái cuộc phá hoại cộng đồng Nam Cali này do một người tài phiệt bỏ tiền ra, là cái người này tự xưng là tổng tư lệnh. Đến giờ này cái người này vẫn tiếp tục, khi ông ta đã phỏng vấn hai đài Anh Dũng trên Việt Face và cái đài Xét do cô Mỹ Lan, là nói khi mà bầu cử mà ông thua là ông sẽ rút khỏi cộng đồng. Tuy nhiên ông này là một người nói không bao giờ giữ lời cả và quyết phá hại cộng đồng của chúng ta. Và ông Khải Đào hiện nay đứng đơn là không có luật sư, và ông ta xin tòa án miễn cái tiền án phí lợi phí, tại ông nói ông là người nghèo. Người nghèo mà như vậy, không có tài sản, không có cái gì hết mà đòi ra làm thay thế của bà Kimberly Hồ. Và cái cuộc thua của ông trên 17.000 lá phiếu, ông có được 400 mấy chục cái lá phiếu mà ông đòi đi ra kiện. Thì ông này thì mình thấy ông là cái người, nói thật ra ông là người duy trì để mà kéo dài thời gian để đánh phá cộng đồng và tiếp tay cho những người làm có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, theo tờ báo Quân đội Nhân dân, tờ báo của Chính phủ Việt Nam và tờ báo Nhân dân Việt Nam, ba tờ báo đó để ủng hộ kêu gọi, và có làm video luôn để mà ủng hộ cuộc kêu gọi bãi nhiệm những vị dân cử ở miền Nam California, vì lý do là những vị dân cử này có tinh thần chống cộng rất rõ rệt và ra những nghị quyết và đem lên những cái tượng đài, những cái di tích của Việt Nam mà từ Việt Nam để đem qua bên này xây lên những cái tượng đài chiến sĩ, rồi lại về vấn đề Trường Sa, rồi vấn đề Trần Hưng Đạo, tượng Trần Hưng Đạo, rất là nhiều thứ, tượng đài Thiền Nhân, thì cộng sản nó muốn hạ mấy người này để đưa những cái người thân nó vô mà đã ra tranh cử đó. Thì lập trường của những người mà thân của cái bọn mà nó đòi bãi nhiệm
thì nó là lập trường của nó nói như thế nào thì quý vị cũng đã nghe hết tất cả rồi, mình không có thì giờ để mà giải thích lại. Thì hôm nay ở Nam Cali, cái luật sư đại diện cho cái những người ông Tạ Đức Trí, Kim và Kim Liên Hồi và ông Cho Liên Nghĩa Mạnh Trí đã có học, có thể là nói trên công chúng là sẽ gửi lại cho ông Khải Đào là cái người nguyên đơn để mà kiện cái vụ bầu cử ông nói là gian lận mà không có bằng chứng gì. Thì ông nếu mà thua thì ông phải chịu trách nhiệm hết tất cả những cái chi phí để mà bên nào thắng kiện thì được hưởng. Tuy nhiên ông nói ông là người không có tài sản gì hết, ông thí cái mạng cùi. Và ông Hoàng Kiều sau khi hai tuần trước là đã đếm phiếu, cái phần đó đã thấy thua rõ rệt, và ông Hoàng Kiều yêu cầu phe bên ông Hoàng Kiều yêu cầu là cái luật sư của ông Hoàng Kiều là có hai văn phòng luật sư, một cái ở Sacramento, một cái ở Los Angeles tiếp tục vụ kiện để đưa ra tòa. Tuy nhiên hai văn phòng luật sư này họ không sợ mất uy tín, tại vì không có gì chứng minh. Ông đã bướng một thời gian rất dài, những người này đã đứng chứng kiến ở đó đếm từng lá phiếu ra bằng tay, không có gì chứng minh là sai trái cả, thành ra họ từ chối, không chịu đứng đơn để mà đưa cái vụ kiện này ra tòa cho ông Hoàng, do ông Hoàng Kiều bỏ tiền mà nhờ một người Mỹ trắng để đứng ra mà kêu để đếm phiếu đó. Và ông Hoàng Kiều ổng đồng ý là bỏ tiền ra để mà có cái vụ kiện tiếp tục, tuy đếm phiếu hết lá phiếu cuối cùng trên 17.000 lá phiếu nhưng mà không có luật sư nào đại diện cả. Thì ông Khải Đào đứng lên, nhưng tuy nhiên ông Khải Đào không có khả năng để mà làm một cái đơn để mà đi ra tòa để mà kiện như thế. Thì theo mình suy nghĩ thì cũng có một người nào để bỏ trợ hỗ trợ tài chính gì đó, thì những cái lá đơn đó là do một văn phòng nó đại diện nó biên ra thôi, nhưng mà nó không có dám ra mặt, bởi vì nó là người đại diện, nó chỉ làm đơn để lấy tiền thôi. Đó là cái vụ kiện này là cái vụ kiện muốn phá hoại cộng đồng, kéo dài xôn xáo cộng đồng, cái uy tín cộng đồng. Người ta nhìn vô những người mà người ta không theo dõi kỹ là nó ồ có cái gì sai trái đó, thành ra mới có vụ kiện để nó duy trì như vậy. Và nó đem cái uy tín của cộng đồng những người dân cử Việt Nam mà có tinh thần quốc gia không có uy tín, có cái sự gian lận, là nó kéo duy trì như vậy, nó gây khó khăn cho cuộc bầu cử trong tương lai. Thì đây là những cái người họ tiếp tay làm những cái việc lợi ích cho cộng sản, làm những việc mà cộng sản nó muốn. Chúng ta là những người tị nạn ở hải ngoại đã rời bỏ đất nước vì đảng cộng sản nó không có đối xử tốt với người dân, và chúng ta nó không có tôn trọng quyền tự do con người, thành ra chúng ta bỏ ra đây để nhờ một nước Mỹ nhận làm một người tị nạn. Chúng ta ra đây không thể quên được đất nước Việt Nam, từ ngày đất nước Việt Nam mà còn cộng sản nó trọn chiếm 1975 luôn cả miền Nam, thì cái quyền tự do con người, cái quyền căn bản của con người và cái quyền được làm công dân nó đều hoàn toàn biến mất. Cộng sản nó muốn người Việt Nam gọi là một thành phần nô dân, chỉ biết thụ động, hưởng thụ và nghe lời, vâng lời nó, nếu không nó sử dụng bạo lực để mà nó hành hạ làm khó người ta. Vì lý do đó, chúng ta không quên đồng bào ở trong nước, đất nước của chúng ta, tài nguyên cộng sản nó đem đi bán, nó mượn nợ, nó lấy tiền mà nó mượn nợ đó thì nó dùng cho quốc gia một số nhỏ, và nó đem cái số lớn đó để nó chia chác lẫn nhau, nó tẩu tán ra nước ngoài, và nó hàng ngày cướp đất của dân, cướp cái gì được thì cướp, bán được cái gì thì bán, mà mượn được cái gì thì mượn, rồi nó tự do, nó tự làm giàu về vật chất, nhưng mà giờ tinh thần nó rất là nghèo nàn. Thành ra chúng ta không quên đồng bào ở trong nước, xin lỗi nha, là đang sống dưới cái sự kềm kẹp, đàn áp của cái bọn thống trị đảng Việt Cộng, bọn bạo chúa, bọn đảng Việt Cộng do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, và Nguyễn Xuân Phúc là hai tên bạo chúa đó, để nó cầm đầu, nó cai trị người dân của chúng ta, nó muốn người dân của chúng ta là người nô dân, là người nô lệ, chỉ biết vâng lời, không biết cái gì hết, sợ hãi. Thì chúng ta không thể quên họ, chúng ta tiếp tục ở hải ngoại, người nào có khả năng, phương tiện gì nên tiếp tục chiến đấu để quyết giành lại cái quyền tự do dân tộc và dẹp tan cái bọn ở hải ngoại này âm mưu phá hoại cộng đồng. Và hiện tượng mới là nó có một tổ chức đàng hoàng, nó muốn là chống lại cờ vàng của chúng ta, và hiện nay là chúng ta đã có những bằng chứng là nó dùng bạo lực để nó đàn áp cờ vàng của chúng ta ở thủ phủ Sacramento, nhưng mình trong lúc này mình chưa có thể đưa lên những bằng chứng đó cho quý vị coi được, để sau cái vụ kiện nó đã hành hung như thế nào, và nó chà đạp
cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, và nó show một người trẻ xanh ở đây cầm cờ vàng để đi biểu tình. Trong đám, trong cái đoàn biểu tình thì ở trong đó rất là đông, và người này đội cái nón và nó hất cái nón xuống và nó show cái người này để mà lá cờ gần ngã xuống, và nó chà đạp lên cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và cái người mà lãnh đạo cái cuộc biểu tình hôm nay là không ai xa lạ, quý vị cũng biết rồi, nó từ Nam Cali lên, và nó là một con nhỏ mà nó đi theo cái thằng vua, và cái thằng vua này nó là cái thằng vua phách lối. Thằng vua này nó tự xưng nó là vua, nhưng mà nó không phải là vua đâu, mà những người theo nó phò nó là những con tỳ nữ, những đứa con nít, những cái người muốn làm tỳ nữ cho nó để đi vô mà nghe những cái lời dụ dỗ, những cái lời nhồi sọ của nó để mà nó hứa cái này, hứa cái kia, hứa cái nọ mà không bao giờ có được. Thì cái thằng vua này nó tự xưng là vua đó, nó từ Nam Cali thì nó đã bị tẩy chay ở dưới đó, đồng bào phỉ nhổ đó, những người chống cộng phỉ nhổ nó không ra gì hết. Bây giờ nó đang ở ở miền Đông Hoa Kỳ, và nó thành lập lên cái đài radio nó gọi là vua đó. Rồi nó muốn làm vua, tuy nhiên nó không thể làm vua được, nó không nổi tiếng được, thành ra nó muốn mượn cái tên của cái người mà người Mỹ, người đó là cái người phóng viên, người đó chuyên môn phỏng vấn những người quan trọng của trên thế giới, kể cả những tổng thống trên thế giới nữa. Ông đó là tên là Larry King, ông này đã về hưu rồi, ông rất là nổi tiếng. Thì cái tên này nó mượn, nó dựa vào cái thấy người ta sang Bắc Hải Hoàng làm họ, để nó lấy cái tên của người đó để chi, để nó nổi tiếng cho nhanh. Nó tự xưng nó là Larry King Việt Nam đó. Rồi tất cả những người mà theo nó thì kêu nó là vua, kêu nó là ông King, ông vua đó. Và nó những cái lời nó nói rất là thô tục, thô bỉ. Và cái sự kiến thức của nó có khả năng ăn nói, nhưng mà nó chỉ kiến thức ngắn gọn, hẹp hòi, không có biết nhiều. Chỉ có một số người muốn nghe những cái lời tục tiểu, những cái lời thô bỉ của nó thì mới vô đó ủng hộ nó. Thì mình thấy rất là đông những thành phần để đi vô ủng hộ đó. Thì mình xin kêu gọi tha thiết, mong mỏi kêu gọi tất cả quý vị đồng hương của mình. Thằng này nó không biết nói tiếng Anh nhiều, nó chỉ nói tiếng Việt mà thôi, chương trình của nó. Thì không nên coi nó và những cái sản phẩm mà nó bán thuốc đó, đó là thuốc dược thảo rồi này nọ, đừng nên mua, và tẩy chay hết, những người đang mua ngưng hết. Nếu quý vị cần thì có rất nhiều nơi bán thuốc dược thảo để mà quý vị mua. Thí dụ qua cái bên ông Vũ Thành An, ông bán bên đó thì ông dùng cái tiền đó để ông cứu trợ những cái người xa cơ thất thế. Thì quý vị cũng biết ông Vũ Thành An ông có bán đủ loại thuốc dược thảo rồi, cũng có nhiều công ty khác bán nữa, thì nên tẩy chay nó. Và cái người mà cái đứa con nít đó mà nó rất là sắc sược, khổng hào, nó là tự cao, nó nói người ta cũng không ra gì hết. Nếu mà người ta nói nó thì nó những cái lời nó nói nặng lại, và nó tô điểm thêm, nó thêm mắm thêm muối vô nữa. Thì nó cũng có cơ sở hoạt động ở Nam Cali. Thì quý vị nào, mình không nói nó ở đâu và tên gì, quý vị tự kiểm soát tìm hiểu đi. Thì quý vị nên tẩy chay những cái cơ sở, cái văn phòng đại diện của nó, để mà nó có một cái văn phòng dịch vụ, nên tẩy chay nó, đừng nên trở thành một khách hàng của nó. Và những người nào đang làm ăn với nó có những cái policy của bảo hiểm này đó, cancel hết, hoặc là khi mà nó quá hạn đừng có renew lại. Mình phải cần có những cái hành động phong tỏa nó, không thể để nó mà nó hù theo, mà cái tên mà trọc phú đó nó bỏ tiền ra nó quậy phá, mà cái con này nó kêu cái thằng trọc phú đó là bác đó, mà có một sự kính trọng rõ rệt. Và những người dính đến Việt Nam Cộng Hòa mình cũng cùng láng tuổi như vậy, nó kêu là sủa, nó kêu là sủa, giống như là, nó không kêu là chó, tuy nhiên nó gọi là sủa. Và những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình, đặc biệt là quân chủ nghĩa dùng quân binh chủng đứng hàng số 1 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất là oai hùng, đánh đâu thắng đó, chưa bao lần thất bại. Nó đặt là lính nhảy giếng, nhảy sông, nhảy hồ đó, nó nói những cái danh từ rất là hạ cấp như vậy để nó gán vô cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu năm, gần 20 năm chúng ta có những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước đó, yêu đất nước để hy sinh thân mình, bỏ lại gia đình, con thơ và những người thân yêu để mà nằm trên đất Việt Nam để bảo vệ tự do dân chủ hôm nay, và bảo vệ lá cờ vàng hôm nay. Nó chủ trương của nó xa lánh cờ vàng, tuy nhiên những cái hành động, những cái video nó nói nó không phải là xa lánh, mà nó quyết tâm chống lại cờ vàng để xóa bỏ cái cờ vàng là cờ chính nghĩa. Đó là một cái biểu hiện của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tự do còn lại sau cùng để bảo vệ đất nước.
bao nhiêu người hy sinh vì lá cờ đó, và quân đội của chúng ta là một quân đội hùng mạnh đứng hàng thứ ba trên thế giới trước năm 1975. Tuy nhiên chúng ta thua là chúng ta không còn đồng minh hiểm trợ, họ đã chạy trước, và chạy trước từ năm 72 là nó đã chuẩn bị chạy rồi, duy trì đến năm 73 là nó rút lại không còn bao nhiêu. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn ở lại 3 năm để chiến đấu đơn độc để giữ lại bờ cõi miền Nam để người dân Việt Nam được hưởng 3 năm nữa. Tuy nhiên cuộc tổng tấn công của nó vi phạm hiệp định đình chiến Gia Beo năm 1972, tổng tấn công khi nó tái phối trí quân đội trong sau 2 năm thì nó bắt đầu năm 75 nó bắt đầu nó chuẩn bị tấn công, dồn lực lượng của nó để nó tấn công lấy miền Nam, và đồng minh của chúng ta đã bỏ chạy trước hết tất cả, đại hàn Úc này là không còn nữa, chỉ còn lại một số cố vấn Mỹ và tòa đại sứ Mỹ còn ở lại. Tuy nhiên chúng ta miền Nam mất là lý do chúng ta cần sự hỗ trợ của đồng minh, tại vì cộng sản miền Bắc là nó có cả một khối cộng sản và Tàu Cộng và Liên Xô hồi xưa hỗ trợ, còn chúng ta chỉ còn Hoa Kỳ duy nhất. Cái nguyện vọng của chúng ta để cố gắng giữ miền Nam chỉ cần 300 triệu Mỹ Kim, so lại 300 triệu Mỹ Kim quý vị thử coi có lớn không, để mà có những cái phương tiện để mà chống đối lại trong để giữ miền Nam. Tuy nhiên ông Biden thời đó, đảng Dân Chủ và ông Biden và những người đó đã bỏ lá phiếu trong Quốc hội Hoa Kỳ, không cúp viện trợ luôn, không bỏ 300 triệu Mỹ Kim để ủng hộ miền Nam, mà ông Joe Biden là người thời đó ông là nằm trong Quốc hội Hoa Kỳ. Và ông Joe Biden sau khi chúng ta đã thua và chạy ra khỏi miền Nam, được những người may mắn thoát ra được thì muốn đi đến Mỹ định cư thì đưa lên Quốc hội để Quốc hội thông qua cho người Việt Nam nhập cư tị nạn Hoa Kỳ. Ông Joe Biden là người đứng ra chống lại, không cho người Việt Nam của chúng ta đến Hoa Kỳ định cư. Ông là hai cái tội lỗi như vậy. Thì hôm nay chúng ta không phải là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, xấu hay là tốt. Tuy nhiên hiện tình bây giờ hai vị đang tranh cử vào tổng thống, một vị tổng thống Donald Trump hiện thời ông là có cái lập trường chống cộng và chống xã hội chủ nghĩa rõ ràng, và hiện nay quý vị cũng thấy ông chống Trung Quốc gọi là Tàu Cộng đó rất là rõ ràng, mà phía bên ông Biden ông không có cái gì gọi là chống Tàu Cộng cả, và ông đã và đang cũng có hợp tác vấn đề làm ăn dây dưa rễ má ông và con ông với lại Tàu Cộng. Vì lý do đó mình tha thiết mong mỏi tất cả những người Việt Nam yêu chuộng tự do, công bằng, lẽ phải, và nhìn kẻ thù Tàu Cộng là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, kẻ thù Tàu Cộng đó là thân với Việt Cộng đó, thì đó là kẻ thù của chúng ta. Những người nào chống kẻ thù của chúng ta là bạn của chúng ta. Trong nhiệm kỳ 2020 ngày 3 tháng 11 năm nay, mong tất cả quý vị đồng hương của chúng ta còn nghĩ chứ đồng bào Việt Nam, đất nước Việt Nam nên bỏ lá phiếu để ủng hộ Tổng thống Trump, để ông tái đắc cử, ông có được 4 năm nữa để mà ông đấu đá với lại cái đảng Cộng sản. Nếu ông Joe Biden lên là không có cái cơ hội để chúng ta mà thuận tiện để mà giúp đồng bào trong nước. Tuy nhiên không phải ông Tổng thống nào, Tổng thống Trump dù ông có chống cộng đến đâu, ông không bao giờ giải phóng và cứu đất nước chúng ta đâu. Chúng ta hải ngoại phải hỗ trợ những người trong nước và lên tiếng những cái sự bất công, lên tiếng những cái sự cộng sản nó âm mưu xóa bỏ cờ vàng đó. Nó đi từ khi nó xóa được bỏ cờ vàng, nó sẽ đưa cờ đỏ sao vàng của nó lên là một cái biểu tượng chính thức ở đây. Khi chúng ta không tận diệt nó ngay bây giờ, chặn đứng ngay bây giờ, không thể thờ ơ mà để cho nó phát triển nữa, chặn đứng tập tức ngay bây giờ. Sự hiệu quả của chúng ta muốn chặn đứng là thứ nhất chúng ta phong tỏa kinh tế những cái người mà có cơ sở thương mại mà đó đầu não đó, thì mình sẽ không mua hàng của nó, không cho nó làm ăn. Và những người nào mà đi ra biểu tình cùng với chúng nó mà nó nói là nó không ủng hộ cờ vàng, nó không cần cờ vàng, thì chúng ta phải quay phim hết đó. Chúng ta không bạo động, không kích động đó, chúng ta ôn hòa, nhưng chúng ta có quyền quay phim hết từng bộ mặt nó đi ra đó, để chi mình đưa lên internet để mình tuyên bố tất cả những đồng bào Việt Nam của chúng ta từ trong và ngoài nước để biết những cái thành phần sống ở hải ngoại nhờ cộng đồng tị nạn, nhưng họ không chấp nhận Cộng Hòa mà họ muốn xóa bỏ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, để mình biết làm sao để họ không ủng hộ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà họ còn chống lại, thì để họ tự lộ lá cờ nào đó để họ tuyên bố và họ sống chung để làm ăn với đó. Chúng ta là những người Việt tị nạn không có một cái lý do gì để mà làm ăn với họ, để cho họ có một điều kiện phương tiện để họ sống, và những cái YouTube và những cái chương trình của họ chúng ta không nên coi. Và quý vị nếu mà vô coi là nó sẽ kiếm tiền, nó tiếp tục nó có tiền là nó sẽ đánh những người yêu chuộng tự do và đồng bào trong nước chúng ta lãnh đủ.
chúng ta ở đây không có lãnh đủ đâu, ở trong nước mới là khổ sở. Và cộng sản khi nó còn duy trì được chế độ thì nó càng đàn áp, và nó càng đàn áp thì nó càng ăn cướp, nó càng ăn cướp thì nó làm giàu lên, là đất nước của ta càng ngày vậy càng nghèo, và nó bán những cái tài nguyên của chúng ta, và nó để cho Tàu Cộng từ từ đem người Tàu Cộng vô là một cái người đô hộ chúng ta, người công dân ở trong nước Việt Nam trở thành những kẻ nô lệ cho Tàu và nô dân cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay mình chỉ nói tóm tắt bao nhiêu đó, mong quý vị anh chị em nếu mà có cái điều kiện để coi cái video này, anh chị em nào có cho YouTube hoặc là Facebook thì tự động tải xuống để đăng lên. Mình không giữ bản quyền, và trân trọng cảm ơn tất cả quý vị anh chị em đã bỏ thời giờ quý báu lắng nghe trong ngày thứ bảy cuối tuần ở California, và chúc quý vị anh chị em hạnh phúc, gia đình bên người thân, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý vị, hẹn cái video kỳ tới.